Rồi, ok. Thì nãy giờ anh em mình làm quen để em nắm thông tin để mà có gì em hỗ trợ cho mình đó. Thì cái khóa của mình là VoIP Admin. VoIP Admin thì như như các anh biết là Telfor VN riêng về tổng đài VoIP thì là sẽ có 3 khóa. Khóa đầu tiên là VoIP Admin thì nó giúp cho mấy anh là mình sẽ đủ kiến thức và mình có thể là triển khai được cái tổng đài VoIP ở mức doanh nghiệp, tức là một cái tổng đài nội bộ doanh nghiệp, và mình troubleshoot được, mình sẽ biết lỗi ở nội bộ hoặc là lỗi ở nhà cung cấp dịch vụ đó. Cái đó là cái khóa đầu tiên. Cái khóa thứ hai á, gọi là VoIP Advanced, tức là không chỉ là triển khai tổng đài ở mức nội bộ doanh nghiệp mà các anh có thể triển khai ở mức tổng đài ở một nhà cung cấp dịch vụ luôn đó. Thì giống như là mình thấy là các công ty khác người ta bán, ví dụ như tổng đài cloud, tổng đài ảo này kia, thì họ build cái tổng đài đó như thế nào thì nó nằm ở lớp Advanced. Còn một cái cuối cùng á, là trong doanh nghiệp á, thì họ không chỉ dùng tổng đài và họ dùng những thiết bị đầu cuối để họ gọi, mà họ có thể là dùng những hệ thống khác, ví dụ như CRM, ERP gì đấy, thì họ vẫn phải cần kết hợp cái phần tổng đài vào, tích hợp vô những hệ thống quản lý chăm sóc khách hàng. Nó thì lúc đó là cái việc mà tích hợp thoại vô cái web, vô cái CRM nó phải làm như thế nào thì là lớp dev đó. Nên là em cũng 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 sẵn cái lớp này, em cũng chia sẻ cái lộ trình để cho các anh biết cái đường để mình có thể là phát triển tiếp cái mảng này đó. Thì còn song song với đó thì cái buổi hôm nay thì em sẽ chia sẻ là về, ví dụ mình học Asterisk rồi thì công ty mình có thể phát triển thêm, hoặc là các doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp VoIP hiện nay trên thị trường họ làm gì, tức là họ làm những ứng dụng gì và làm như thế nào, thì từ cái nền Asterisk của mình đó, thì em có thể là mình có thể dùng Asterisk hoặc bất kỳ cái phần mềm mà VoIP mã nguồn mở nào khác. Thì nên ở đây em ghi chung là trên nền mã nguồn mở nha, còn mình học Asterisk thì mình có thể là dùng Asterisk. Thì nội dung hôm nay thì em đi nhanh thôi, tức là em sẽ giới thiệu thêm thông tin cho các anh biết về Telfor VN như thế nào, và từ cái tổng đài Asterisk mình thì mình sẽ build ở mức là tổng đài nội bộ IBBX, hoặc là Autocall Voice OTP, hoặc là tích hợp với web CRM, hoặc là làm một cái hệ thống call center, thì nó có kiểu kiểu như thế nào, tức là cái sản phẩm cuối cùng nó sẽ đạt được cái gì, để các anh dễ hình dung cái các sản phẩm mà sau này mấy anh phát triển lên. Đó, thì Telfor VN thì tụi em thành lập năm 2017, thì làm về, thật ra không phải trung tâm đào tạo đâu, tụi em làm về chuyên về các giải pháp về call center, tích hợp thoại vô ứng dụng, vô web, vô CRM, vô mobile. Đấy, và có những cái sản phẩm ví dụ Auto Call, Auto Dialer, rồi một cái mảng nhỏ của tụi em là đào tạo về về viễn thông và công nghệ thông tin. Nhưng mà thực ra là tụi em đào tạo ba thứ thôi, là những thứ tụi em đang làm á. Một là VoIP, tức là tụi em làm VoIP thì tụi em đào tạo VoIP. Hai là tụi em đào tạo về Linux. Linux thì là tụi em là đại lý ủy quyền của tổ chức LBI, Linux LBI tại Việt Nam, là Platinum là cao nhất luôn á của LBI tại Việt Nam. Và một cái trend nữa là DevOps, tụi em cũng có đào tạo về DevOps. Tức là những hệ thống tổng đài hiện nay là mình cài manual thôi. Các anh đang cài manual, cài tay thôi, chứ thực ra là lên hệ thống production đó là cài là auto hết, cài tự động hết. Đấy thì là DevOps. Các khách hàng của Telfor thì tụi em triển khai và khách hàng khá là nhiều ha. Đấy thì cả về các công ty VoIP, hoặc là bên tài chính, hoặc là ngân hàng, hoặc là logistics, anh thấy là cũng có, hoặc là các bên CM, Gapline CRM này kia là cũng có, Bitrix 24 này. Nói về VoIP mã nguồn mở thì nó là rất là nhiều ha. Thì không chỉ là Asterisk của mình đâu. Thí dụ như là ở đây cái hình này các anh có thể thấy là mình có thể là dùng Asterisk nè, rồi mình có thể là dùng FreeBSD. Đấy. Rồi cùng phân hệ với nó là cái thằng tính cước của dòng Asterisk đó là AI Billing. Đấy, rồi một cái tổng đài ngang với Asterisk là Resuite. Đấy, ngang với Asterisk là Resuite. Thế thì cái giao diện quản lý của Asterisk là FreeBSD, thì cái giao diện quản lý của Resuite là FusionBSD. Đấy, thế thì cái lớp Advanced của mình á thì mình sẽ học là Resuite với FusionBSD. Thì nó có cái lợi thế là gì? Mình dùng cái con tổng đài Asterisk của mình á thì hầu như là, thí dụ như mình khai báo extension là vô 101, 102 thôi. Thế thì mình chỉ cung cấp cho công ty mình là cố định cái số máy nhánh đó thôi. Thì bây giờ có một, ví dụ bây giờ mình nhà cung cấp mình bán cho 5 công ty đi, thì ví dụ công ty nào cũng muốn là số máy nhánh là 101 hết thì không có được, mình sẽ quy hoạch một cái giải khác. Thế thì Resuite này nó được một cái tính năng, nó gọi là multi tenant. Đấy thì nó là multi domain, giống như là mình có thể hosting cho nhiều doanh nghiệp trên đó luôn.
thì nó có thêm cái phần là domain nữa. Đầu tiên mình tạo domain, ví dụ như là abc.com hoặc là def.com, thì lúc đó là 101 của abc.com nó khác 101 của def.com đó, thì lúc đó là mình có thể là hỗ trợ là hosting cho nhiều doanh nghiệp và nó phân quyền rõ ràng ở trên tổng đài luôn. Còn Asterisk thì nó không có hỗ trợ việc đấy, nó chỉ dùng cho tổng đài nội bộ của doanh nghiệp thôi. Đấy. Rồi cái phân hệ của Asterisk, của cái phân hệ của Resquid, à cái phân hệ của Asterisk thì cái phần tính cước nó là A2 Billing, còn nếu phân hệ của Resquid cái phần mềm tính cước của nó là ASTPB. À, đấy. Rồi cái Asterisk nó có một cái call center mã nguồn mở nó tên là VCDO. Đấy. Này là một cái call center nha, mọi người cũng có thể tìm thử. Thì hiện nay là trên thị trường Việt Nam hoặc là một số nước người ta cũng vẫn đang dùng cái này, mặc dù giao diện khá là xấu nhưng mà khá là xịn sò nhưng mà hơi khó xài. Đấy thì sẵn em giới thiệu cho mọi người là nắm luôn. Rồi mình ở lớp trên đó là chỉ ở cái tổng đài doanh nghiệp thôi, bây giờ ở tổng đài ở một nhà cung cấp dịch vụ, ví dụ tổng đài ở mức ISP, ví dụ như là cỡ 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 ví dụ như là FPT hoặc là CMC chẳng hạn, như vậy thì nó sẽ dùng một cần một cái tổng đài chuyên làm nhiệm vụ là hosting cái phần mà chuyên môn là gọi là trung kế, tức là nó trung chuyển cái thoại giữa các doanh nghiệp thôi chứ nó không cần dịch vụ. Các tổng đài Asterisk nè, Rebibit nó là dịch vụ lời chào, nhạc chờ, ghi âm cuộc gọi này kia, conference này kia, nhưng mà những tổng đài ở một cái lớp đó gọi là ở đây nó gọi là con SBC nè, nó là Chameleon hoặc là Offensive, thì hai con tổng đài ở mức là SBC, Session Border Control. Đấy, thì ở mức nhà cung cấp thì cái tải nó cao hơn. Ví dụ những cái con tổng đài nội bộ mình chừng vài trăm cuộc gọi đồng thời là nó chịu hết nổi rồi. Mặc dù mình tăng RAM, tăng CPU tối đa luôn. Nhưng mà những con tổng đài ở mức nhà cung cấp, ở mức SBC nó là vài ngàn hoặc là vài chục ngàn cuộc gọi đồng thời. Đấy, nó giống như cái con router vậy đó. Nó làm những cái bộ load balancing hoặc là failover. Đấy, thì sẵn là các anh là nắm luôn Chameleon Offensive. Thì trong cái khóa Advanced cũng dạy một phần về cái Chameleon này. Đấy. Rồi còn những phần mềm khác, ví dụ như cái Kazu này cũng là một cái call center này. Còn cái D-Ship Router này là một cái giao diện phần mềm, là cái web quản lý cho cái Chameleon này. Thì từ cái phần mềm, những cái phần mềm này thì mình build những cái hệ thống, những dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng như thế nào. Thì cái cơ bản nhất là mình build tổng đài IP. Thì mình đi từ cái đơn giản nhất ha, tổng đài IP là cái khóa mà mình học rồi đấy, cái khóa VoIP Admin. Thì để build được một cái tổng đài thì các vấn đề mà mình cần lưu ý nè, mình triển khai tổng đài thì đầu tiên á, thì bây giờ mình sẽ xác định là tổng đài là cứng hay là mềm. À, nhưng mà mình đã học cái lớp này rồi thì mình sẽ thích là cái dạng mà tổng đài mềm. Thế thì mình chọn phần mềm là gì? Nếu mình chọn phần mềm là Asterisk thì cái giao diện của nó là Rebibit. Nhưng mà hồi nãy á, em show cho các anh á, nếu mình vẫn có một cái lựa chọn khác là mình chọn tổng đài là Resquid và cái giao diện là Fusion Bybit. Đấy, thì cái nằm trong lớp Advanced thì mình học. Rồi, thế thì cái phần mềm này á, thì mình cài ở đâu? Thì mình cài trên cái server. Server đó có, tức là một cái server Linux thôi. Thì nó có thể là một cái máy bàn của mình, một cái máy PC, hoặc là một máy máy ảo, VMware, hoặc là mình dùng cloud gì đấy. Hoặc là mình dùng cloud nước ngoài, hoặc cloud trong nước gì đấy, miễn là mình có cái phần server Linux này để mình cài lên. Rồi sau đó là mình có tổng đài rồi ha, tức là mình có server, mình cài phần mềm thì mình đã có một cái con tổng đài rồi. Thì một số công ty họ muốn là làm nhanh, họ cũng có thể là thay vì cài giống như mình thì họ mua luôn một cái con tổng đài cứng. Ví dụ mấy trên thị trường á, nếu mà các anh làm ở ở ở ví dụ anh Cường đi làm VMT Hà Nội thì làm với các khách, với các doanh nghiệp đồ nhiều á, thì mình sẽ thấy là nó ngoài những tổng đài mềm này còn tổng đài cứng, ví dụ những con là Vstar, ví dụ những con là Sangoma, những con à không à, Ran ở Sangoma Sangoma hoặc là Ranstream UCM, thì cái nhân nó cũng là Linux, ủa cũng là Linux và Asterisk thôi, nhưng mà nó đã đóng gói thành một cái box rồi, giống như một cái con modem, một cái cục phần cứng, vật lý cứng rồi đó, thì nó đã gom hai cái phần một và hai này để thành một cái cục đấy. Còn mình á, thì mình cài như vậy thì mình được một cái là gì, mình chủ động được cái phần server của mình và mình chủ động được cái giao diện hoặc là command line này kia luôn. Còn cái kia thì nó tùy mình, nó cho mình vô account cái dạng nào thì mình mới vô được. Nhiều nhiều cái con tổng đài vật lý nó chỉ cho mình vô cái quyền admin thôi, nó cũng không cho vô mình quyền root của Linux luôn, nên mình cũng không làm được gì hết trơn, mình chỉ làm trên giao diện thôi. Rồi mình có tổng đài rồi thì mình sẽ trang bị đầu cuối đó, thì
là ví dụ IP phone hoặc là FXS hoặc mấy con gateway thôi, hoặc là shop phone hoặc web phone. Rồi tiếp theo là cái đường truyền. Đường truyền ví dụ như là mình đặt ở văn phòng đi thì mình phải có là cái IP tỉnh, tại vì thường á là các nhà mạng bây giờ là nó sẽ routing, thường là dựa vào, tức là nó sẽ đấu tranh với mình, giống như mọi người á, hôm trước là các anh đang đang sử dụng cái tranh test của T4 thôi, thì cái tranh test của T4 là tranh nó bằng ship account, tức là username password, còn mà thực tế bên ngoài thì thường người ta sẽ dùng là tranh bằng peer, tức là IP với bọt thôi chứ không cần account. Thì lúc đó IP bọt thì lúc đó mình phải là IP tỉnh. Thế thì và mình sẽ xem là mình có bao nhiêu cuộc gọi đồng thời, thì mình sẽ thường mọi người biết là một cái cuộc gọi là 64 ký, cho một chiều thì hai hai chiều là 128 ký, thì mình sẽ làm tròn thôi, là 200 cho dễ tính thôi đó. Thì ví dụ như mình bao nhiêu cuộc đồng thời thì mình nhân với cái 200 ký để mình ra được cái băng thông bao nhiêu mê đó, thì mình kéo cái đường băng thông bấy nhiêu mê thôi, ví dụ 10 mê 20 mê gì đấy. Rồi hoặc là đường megawatt, ví dụ như là một số công ty lớn hoặc những ngân hàng á, thì cái tổng đài đấu với nhà mạng không có thông qua đường public, thì thông qua cái đường megawatt, tức là một cái đường giống như cái đường kênh riêng ấy, đó, thì họ sẽ kéo một cái đường mà giống như một cái dây cáp mạng nó dài từ họ tới mình thôi, thì mình cũng gắn vô tổng đài và mình đặt cái IP mà nội bộ thôi. Rồi cái SLA nè, giống như hồi nãy là anh Dương nói về cái tổng đài mà bên kia đấy, thì cái tổng đài bên kia thì mình phải đảm bảo những cái tiêu chí này thì mới đảm bảo được chất lượng thoại nha. Thì thường thì em test thì thấy ví dụ như là mình ở đây thì cái tổng đài ở bên bên Sing, hoặc là tổng đài bên Sing mà cái đầu cuối ở đây thì vẫn có thể chấp nhận được, nhưng mà xa hơn một tí là có thể là cái thoại không tốt. Thì bên Sing thì tầm là ping mình tầm khoảng 50 mili giây khoảng khoảng đó thì ok đấy, nhưng mà theo chuẩn á, thì vẫn 150 mili giây thì vẫn ổn đấy, nhưng mà chất lượng thì cũng 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 hên xui, tại vì nhiều khi là cái đường quốc tế của mình, mà đường quốc tế của mình thì nhiều khi là cáp biển hoặc là nó bóp băng thông này kia, nên nhiều khi là chất lượng nó cũng không có tốt, thì mình phải đảm bảo những cái tiêu chí này đó, thì nó mới 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 thoại mới ok. Rồi mình có đủ hệ thống rồi, thì bây giờ mình mới là đấu với nhà mạng, thì mình phải mua đầu số, thì mình có thể dùng đầu số bất kỳ, số bàn cũng được, số di động cũng được, 18 cũng được, 19 cũng được, hoặc là mình đang có số analog, số bàn nào đẹp đẹp á, mình chuyển thành ship chân và mình đấu trên nền IP cũng ok luôn. Hồi xưa thì các nhà mạng họ không cho cái việc này, nhưng mà bây giờ hiện tại chắc phải 99% là họ hỗ trợ hết rồi. Rồi thì chi phí mình dự kiến, tức là mình IT mình lên cái kế hoạch này thì mình phải chuẩn bị những chi phí về server nè, hạ tầng, thiết bị đầu cuối, rồi đường internet, và cuối cùng là đầu số, và hàng tháng mình gọi thì cước cước gọi đấy. Thì cái hệ thống giống như em nói này đó, tổng đài mình có thể đặt ở ở local ha đó, thì mình nạp ra ngoài, hoặc là mình đặt ở data center tùy mình thôi, đâu cũng được hết đó. Thì tất cả những cái máy ở trong trong nội bộ mình đấy kết nối ra bên ngoài, thì ngay chỗ bên ngoài router này có IP tỉnh đấu với nhà mạng, tùy mình mua số gì thôi mình rút. Rồi thì đơn giản nhất là mình học xong thì mình ứng dụng ngay, là mình cài tổng đài VPBIS luôn, thì nó vẫn đầy đủ tính năng của mình về quản lý, về máy nhánh, về lịch sử cuộc gọi này kia vẫn đầy đủ đấy. Thì một cái phiên bản mà đẹp hơn, một phiên bản đẹp hơn, gọn hơn, thì mọi người có thể là dùng cái năng này, nó là gọi là Isabel, tổng đài Isabel. Thì em ghi cái chữ Isabel cho mọi người đây này. Đấy, Isabel này đó, mình cài lên là nó ra cái giao diện màu tím tím này, khá là đẹp đấy. Thì mình có thể là tự dựng cái con tổng đài VPBIS cũng được, hoặc là mình dùng con này cũng được, thì nó cũng như nhau thôi, tức là cái này nó nhúng cái giao diện, và nó tức là nó nhúng cái VPBIS trong đây rồi, và nó viết lại một cái giao diện bên ngoài cho nó đẹp hơn thôi. Nhưng mà nhiều khi cái phiên bản Asterisk hoặc phiên bản của FreeBSD này kia nó hơi cũ ha, thì mình coi, với lại lâu lâu nó cũng lâu lâu nó mới update, còn đẹp thì khá là đẹp. Rồi thì hồi nãy em nói là mình ở tổng đài ở doanh nghiệp thôi, còn nếu mình bây giờ mình tổng đài ở mức là nhà cung cấp đó, thì em gọi là cloud BBS này, hoặc là tổng đài ảo, hoặc là tổng đài cloud gì đấy. Thì ví dụ như này, thì nó là ở đây mình thấy nè,
Cái này là dùng Resquid và Fusion Bybit nha. Thì trên đây mình có thể thấy là trên đây đang có 108 các domain nè, active domain. Đấy, và số lượng extension là 673. Đây một cái tổng đài test thôi. Còn em ví dụ em mở cái con tổng đài thật của Telfor cho mọi người xem. Tức là bây giờ mình trở thành mình không có build hệ thống cho mình xài nữa, mà bây giờ mình build xong mình bán cho các doanh nghiệp khác á. Tiếp theo 01. Đây. Này chỉ là một cái con máy ảo ở trên data center thôi. Đây mọi người thấy một tổng đài thật của Telfor này. Một con này đang có 235 domain, tức là 235 công ty ở trên đây. Và tổng số máy nhánh là 5.158. Đấy, thì ví dụ mình click vô đây. Ví dụ mình muốn xem một cái thằng ví dụ như là Aptech đi. Đấy, thì mình là ở cao super admin thì mình sẽ thấy hết tất cả các khách hàng ở trên đây. Còn nếu là ở cao của khách hàng á, thì họ chỉ vô đúng cái domain của họ thôi và họ chỉ được quyền thấy của họ thôi. Còn mình là thấy tất cả. Thì Aptech này thì nó mua bao nhiêu retention đây? Đó, nó mua 40 retention. Rồi dùng số gì này kia là mình đều thấy được hết luôn. Đấy. Đây. Rồi thí dụ như mình vô một thằng khác. Vô Arena đi. Rồi, Arena thì là 72 retention. Đó, kiểu kiểu như vậy. Rồi lịch sử cuộc gọi nè. Đó, tức là các chức năng của tổng đài, lịch sử cuộc gọi, rồi ví dụ IVA này kia, rồi recording đồ này kia, ring group, IVA đều có hết. Đấy, thì nó giống y chang như cái con tổng đài kia. Đấy, thì mình chỉ build, cần build cái con tổng đài này. Giống như hồi nãy em nói vui với chỗ anh Cường VPT Hà Nội, em nói thay vì anh sau này mà học xong cái này, nhiều khi là mình build cái tổng đài mình bán cho doanh nghiệp. Thế thì mình học cái lớp advanced, mình build cái con này là mình có thể bán được rồi. Mình có thể hosting cho nhiều khách ở trên đây và mình mỗi khách hàng, ví dụ như là khách hàng này ví dụ như thuê 5 máy nhánh, 10 máy nhánh, 20 máy nhánh gì đó thì mình bán thôi. Đấy, thì còn thằng này là xài 72 máy nhánh này. Đấy. Rồi thì đương nhiên là mình cũng phải một số công ty thì họ viết lại cái giao diện cho nó tiếng Việt này kia cho nó dễ xài một tí, thì cũng tùy thôi. Ví dụ như là tụi em có viết một cái giao diện cho đây. Ví dụ tụi em viết cái giao diện cho khách hàng, còn nãy là giao diện cho anh em kỹ thuật của mình, thì khách hàng thì họ có thể quản lý được bao nhiêu ông online, offline này kia, họ có thể click vô họ xem, rồi họ coi là những tỷ lệ kết nối hoặc là những cái lịch sử kết ghi âm cuộc gọi này kia, lịch sử cuộc gọi này kia trên đây luôn. Đấy, thì tùy thôi, tùy mình viết lại một cái giao diện cho khách hàng để nó cho nó đẹp đẹp. Đấy, thì đó là tổng đài cloud. Thế thì khi mà ở mức tổng đài nội bộ hoặc tổng đài cloud á, mà nếu sử dụng Asterisk hoặc Prebit thì mình chú ý một số cái chú ý thôi. Em tổng kết lại cho anh em mà mình lúc mình làm mà mình cần chú ý. Thì phía nhà mạng á, thì thường á, là mình dễ bị hack nhất á, là thường là chặn là gọi là gì? Gọi quốc tế. Thì nếu mà mình mua đầu số, thí dụ nếu mình không có nhu cầu gọi quốc tế thì mình báo nhà mạng luôn. Mình báo nhà mạng luôn là ok, không có khó chặn quốc tế cho tôi đi. Thì lúc đó mà lỡ mà cái tổng đài mình, ví dụ như mình bị hack đi, lúc đó gọi quốc tế này kia, thì mình có quyền mình nói là à ok, tôi đã báo là đóng quốc tế rồi, nhưng mà tại sao đẩy tới anh vẫn cho ra, thì lúc đó là lỗi của anh chứ không phải lỗi của tôi. Chứ lúc đó là mình chịu phần cước này rất là nặng luôn, vì nó làm thường làm ban đêm thôi mà cước rất là cao đó. Nên là một cái chú ý là khi mà triển khai thì đầu số đó thì hỏi sếp hoặc là hỏi nhu cầu của trong nội bộ công ty á, có gọi quốc tế không, không thì cắt đi. Chưa? Rồi thí dụ như là nếu mở quốc tế thì mở đúng nước nào thôi. Thí dụ như công ty mình chỉ gọi đi Mỹ, đi gọi Mỹ, đi Úc, đi Anh hoặc đi Sing gì thôi. Đó thì đúng, mình chọn đúng cái mã vùng thôi. Thí dụ như Mỹ dù 001, Mỹ Canada, thí dụ như là Singapore 0065, thí dụ như là Anh đi 0044 chẳng hạn. Đấy thì mình trong cái outbound route của mình á, outbound route của mình đây, phía tổng đài mình á thì mình mở chính xác luôn. Thí dụ như là nước nào thì 00 cộng mã nước. Rồi hoặc là nếu những gọi đầu số nào 181900 hoặc là đầu số nào trong nước á thì mình đưa đúng cái đó thôi. Chứ đừng có mà tất cả, thí dụ nhiều anh em mình lười á, thí dụ như thay vì mình không biết cái này như thế nào thôi để dấu chấm một cái đi. Mà dấu chấm ở trên cái tổng đài Revit của mình á thì ngay cho outbound route thì giống như là tất cả luôn rồi. Thì lúc đó là cái nào nó cũng đi luôn, thì rất là nguy hiểm.
Rồi tiếp theo nữa là ví dụ mọi người cài tổng đài lên đó, ví dụ như mọi người mà cài trên cái VPS, cái cloud của bên INS cấp á, thì mọi người thấy là nó đã mở public, thì cái tổng đài mình mặc định là cái bọn 5060 là ship rồi, thì tất cả những người làm VoIP trên thế giới á, đều biết là ship là 5060, nên là có những cái tool người ta quét, nên mọi người thấy là à, tự nhiên cái tổng đài mà nhìn trong log asterisk rrvvv á, mình thấy nó tấn công quá trời luôn. Thì vì sao? Tại vì tất cả mọi người đều biết là mình đang xài tổng đài, tại vì mình dùng bọn 5060 ấy, thì lúc đó mình nên chỉnh cái tổng đài là một cái bọt khác, ví dụ là 51.000 hoặc cái bọt gì đó lớn lớn một tí để mà không ai biết được đó. Thì lúc đó là mình chịu khó, tức là các thiết bị đầu cuối IP phone, thay vì mình chỉ nhập IP thì bây giờ mình phải thêm cái bọt nữa là bọt 51.000 chẳng hạn đó. Nhưng mà vậy nó an toàn, nó đỡ bị quét. Và cái thứ hai nữa là gì, nếu mà mình chỉ là cho user ở Việt Nam thôi thì mình cấu hình có một cái firewall mềm, mà mình là cái con Linux, ví dụ như là CentOS đi, thì mình cấu hình IP thế bộ và chỉ mở đúng cái range IP của Việt Nam thôi đó. Thì lúc đó là mà thường mấy thằng tấn công mấy thằng nước ngoài, chứ mấy ông Việt Nam thì cũng không ông nào rảnh rỗi mà đi tấn công hết trơn á đấy. Nên là mở IP Việt Nam thôi, thì hạn chế chắc hầu chắc là 100% luôn là không khi nào bị tấn công cả, tại vì đã chặn IP rồi và đã thay bỏ bọt luôn rồi đó, thế là an toàn. Còn nếu mà giống như là anh Dương nãy, là ví dụ như là nếu mà có ở nước ngoài mà kết nối đến thì mình whitelist nó, ví dụ như ở IP, nếu mà IP tỉnh, IP nước nào thì mình đưa cái IP nó vô và mình alo đúng IP đó thôi là xong rồi. Còn thêm một cái nữa, ví dụ như là muốn muốn yên tâm nữa là trên cái mỗi extension nó có cái phần mà permit và deny cái IP đó, thì mình để đúng cái IP đó thôi. Thì là ví dụ như là nhân viên mình là ví dụ như ở công ty mới đăng ký được thì mình điền đúng cái IP công ty, nếu mà trường hợp bên mình cái IP tỉnh thì đó là chắc gạo luôn, tức là cho biết password luôn á, mà cũng không có đúng IP thì cũng không có vô được đấy. Thì một số cái cần lưu ý khi mà triển khai chỗ này rồi. Phần nãy thì mấy anh có câu hỏi gì không ta, không thì em sẽ đi qua tiếp. Alo alo. Đâu rồi mấy anh ơi? Cái phần nãy em trình bày mấy anh có câu hỏi gì không? Ok anh ơi, không có câu hỏi gì. À ok, vậy để đi tiếp. Rồi tiếp theo thì bây giờ là mình đã build được cái tổng đài rồi, tổng đài IP có thể là cho mình xài hoặc là cho khách hàng của mình xài rồi đấy. Thế thì bây giờ là doanh nghiệp ngoài nó cần những dịch vụ giống như là auto call, ví dụ như là cái này trường hợp dùng cho những cái gì, ví dụ nha, ví dụ như là ví dụ như là xác nhận đơn hàng, ví dụ như bây giờ mình đặt có món hàng trên Shopee, Lazada gì đấy, thì thay vì là nó có nhân viên chăm sóc khách hàng nó gọi ra nó hỏi mình là đặt hàng, ví dụ như là hỏi mình là ví dụ nó 9 giờ ngày mai giao đi, thì nó sẽ gọi cho mình trước là nó để nó biết là 9 giờ ngày mai là mình có mặt hay không để nó giao, hoặc là hẹn lại mấy giờ. Thì thay vì người gọi thì lúc này là hệ thống nó sẽ gọi, thì nó sẽ gọi ví dụ như theo cái giờ mà tức là cái khung thời gian hoặc là cái lịch của mình đăng ký á, thì nó sẽ tự động nó gọi ra cho mình, và khi mình bắt máy thì nó sẽ phát cái câu là cái câu thông báo, cái lời nhắn đó. Thì lời nhắn đó có thể là một cái file ghi âm có sẵn đó, thí dụ như là một cái file ghi âm gì đó, hoặc là những cái thông tin mà một số thông tin động, ví dụ như khi gọi ra thí dụ phải nó sẽ nói tên, nó sẽ nói về số tiền, nó sẽ nói về ngày tháng, thì mình phải kết hợp cùng những cái gọi là test to speak về là về cái test to speak, là để mà mình chuyển cái thông tin mà từ từ chữ thành cái file âm thanh và mình ghép cùng một câu để mình gọi ra cho khách. Ví dụ như là khách hàng Nguyễn Quốc Huy, thì chữ Nguyễn Huy là động nè, có một cái đơn hàng số tiền bao nhiêu đó, ví dụ số tiền 200.000 sẽ được nhận vào 9 giờ ngày mai, ví dụ 28 tháng 10 2023, để xác nhận vui lòng bấm phím 1 chẳng hạn đấy, thì nó sẽ phát câu đó. Thì có một số thông tin động và một số thông tin tỉnh
Đấy. Thì hoặc là thí dụ như là một số cái này thì nước ngoài nó xài nhiều, thí dụ như gọi ra nó nhắc lịch khám bệnh cho bệnh nhân ấy, hoặc là thông báo, thí dụ như mấy công ty tài chính mình đi thì gọi ra để nhắc nợ bạn có một cái khoản khoản vay gì đó cần thanh toán bao nhiêu tiền vào ngày mấy đó, thì những cái phần đấy thì thường là nó sẽ dùng gọi tự động đó, gọi là auto call đó. Thì cái cách mà mình làm như thế nào với Antedit thì mình vẫn là dùng tổng đài của mình ấy, thế thì mình sẽ làm thêm một cái giao diện quản lý. Tại vì sao phải cần giao diện? Thứ nhất là gì, mình gọi cho ai? Mình gọi cho khách hàng, thì cái danh sách khách hàng thì mình phải upload lên, đâu phải là một khách hàng đâu, này rất là nhiều khách hàng, thay vì ít khách hàng thì mình gọi tay luôn cho rồi chứ cần gì mà tự động đấy. Thì danh sách khách hàng nhiều. Thứ hai nữa là thí dụ như những cái chế độ, thí dụ như là gọi ra rồi sau đó là thí dụ như là khách à, là ví dụ như là khách hàng bấm một thì rút đi đâu, bấm hai thì rút đi đâu đó, thì mình sẽ là có những cái cấu hình đó, hoặc là mình sẽ kết hợp cùng cái thay vì cái file âm thanh mình upload cái file âm thanh lên, thì mình phải kèm theo test to speak, thì mình phải nhúng vô cái bộ test to speak, ví dụ như chẳng hạn như của Google thì giọng của Google, hoặc là giọng của nhà cung cấp nào khác chẳng hạn, ví dụ giọng của Zalo đi, Zalo test to speak đi đó, thì mình có những cái dịch vụ đó thì mình sẽ kết hợp kèm ấy. Thì và cái web của mình cũng phải coi được cái kết quả là mình đã gọi bao nhiêu cuộc vào ngày mấy, rồi chẳng hạn như là cái số nào bắt máy, số nào không bắt máy, rồi rồi chẳng hạn người ta có bấm phím hay không đó, thì mình phải làm cái web quản lý đó. Thế thì một cái chức năng có sẵn trên Asterisk nó gọi là Asterisk Confide, thì cái này là mọi mình chỉ em chỉ nêu là cái cơ chế thôi nha, còn còn các anh mình có thể là sau cái khóa học mình có thể là tự tìm cũng được đấy, là Asterisk Confide thì nó sẽ cho mình cái file rip, thì mình điền trong đó cái đoạn rip đó thì nó sẽ chạy, và mình bỏ đúng cái chỗ thì nó sẽ tự tự động make call đấy, vừa cái số điện thoại của mình và gọi xong rồi nó sẽ rút đi đâu, thì trong cái data plan á, gọi là mình viết cái data plan trong cái confile đấy, và mình bỏ đúng chỗ trên tổng đài nó tự gọi đấy. Và mình làm những cái chức năng này, ví dụ như là upload danh sách, upload file âm thanh này, rồi hẹn giờ test to speak này kia đấy. Còn mà muốn nhanh á, thì thật ra là mọi người có thể là dùng dịch vụ của T4 cũng được, T4 cũng có hệ thống auto call này kia, nó giống như vậy đấy. Nên mọi người thấy là làm một cái hệ thống mà VoIP thì nó sẽ kết hợp là hai đội, một đội là system thì chính là anh em mình, đội thứ hai là lập trình đó. Thì các anh thấy là không chỉ là mình biết Asterisk bên dưới mà mình cũng phải biết lập trình để mình ra được một cái giao diện như thế này, để nhìn cho nó dễ trực quan, dễ sử dụng, và mình khách hàng nó cũng cũng dễ 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 theo dõi nữa đấy. Ví dụ như là quản lý chiến dịch nè, rồi inbox như thế nào, audio như thế nào, test to speak như thế nào, rồi export file như thế nào, đây mình phải làm những chức năng này đó. Rồi có những giao diện, những cái dashboard nó hiển thị real time cho mình thấy luôn đấy. Rồi mình phải thống kê được tỷ lệ nữa nè đấy, ngày mấy tháng mấy, rồi thí dụ như cái chiến dịch nào tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm answer, BC no answer, rồi thời lượng cuộc gọi bao nhiêu phần trăm, dưới 5 giây, 15, 30, rồi lớn hơn 30 gì đấy. Đó, rồi có bấm phím hay không. Đấy. Đó, mình sẽ làm những cái như vậy. Đó. Thì mục tiêu là em show ra cho các anh dễ hình dung là trên thị trường các công ty VoIP nó đang làm những thế này. Đấy, thế thì mình nếu mà mình làm thì mình cũng phải chuẩn bị những cái về hạ tầng bên dưới, tổng đài mình phải phải viết script bên dưới, và phải kèm theo một cái bạn, ít nhất là một bạn dev để làm cái giao diện, và hai người kết hợp lại với nhau. Rồi cái thứ ba là bây giờ là không chỉ là dùng thí dụ tổng đài xong, không chỉ là các thiết bị đầu cuối IP phone, shop phone, thì bây giờ là người ta cần web phone ấy. Thế thì sao, thì tổng đài phải hỗ trợ web ATC, thì Asterisk từ từ phiên bản 13 trở lên là nó đã hỗ trợ web ATC rồi đó. Thế thì mình đã có cái tổng đài, thay vì cái tổng đài của mình nó mở ở cái bọt là 5060, có thể TCP UDP, thì bây giờ phải mở lên một cái bọt dành cho web ATC, thì nó đi bằng đường web socket đó. Thế thì mọi người hiểu nôm na là bây giờ giống như là cái CM của khách hàng, bây giờ cái CM, cái web phone đó, nó trở thành cái web phone đó. Thế thì làm sao cái web làm sao mà để kết nối được cái tổng đài của mình, thì nó phải đi bằng đường web socket đấy. Thế thì bây giờ là mình có thể là hiện thực bằng cái tức là trên tổng đài mình bật cái web ATC lên, và cái đầu và phía CM thì mình sẽ dùng những cái thư viện là thí dụ như ship CS hoặc CS ship này đó. Thì này cái phía bạn bạn dev bạn làm cái này, hoặc là mình học cái lớp VoIP mà advanced á, mình học cái lớp VoIP advanced thì mình chính là mình làm dùng cái bộ thư viện này đó, để mình làm một cái web mẫu để mình thử. Thì mà khi mà tích hợp vô á, thì
Thì có hai dạng, một là mình có thể là gọi ngay trên browser luôn, gọi ngay trên browser luôn, ví dụ nha. Để coi không biết còn, cũng lâu rồi không có vô trang này để không biết còn còn gọi được hay không, để mẫu thử. Ví dụ một cái CM đi. Đấy. Thì thí dụ như CM này nè, cái account của em á, account của em á là user của web là Huy Nguyễn, nhưng mà nó mapping với account của tổng đài nè, các anh thấy nè, extension tổng đài 209 đó, trên tổng đài. Thì bây giờ là em muốn gọi đúng không? Thì bây giờ em sẽ bấm vô, ví dụ để em gọi một số khác, sau đó em bỏ 911. Rồi em thấy rồi, bây giờ em sẽ bắt máy. Hello. Hello. 1 2 3 4. Hello, 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 hello. Đây. Rồi. Bắt máy. Thì đó, em đã vừa thực hiện một cái cuộc gọi bằng web web RTC, web RTC á, thì là các anh thấy là gì, em đâu có cần phải cái shop phone gì trên đây đâu. Thì lúc đó là cái browser, cái Chrome của em đây nè, nó trở thành cái shop phone. Đấy, thì đây là gọi là công nghệ web RTC, và cái browser này nó lấy luôn cái mic của em luôn. Đấy. Thì nó là cái dạng đầu tiên. Đấy, dạng đầu tiên. Còn cái dạng thứ hai thì là click to call. Click to call thì lúc đó là thay vì là mình click là nó sẽ gọi luôn. Thay vì click vô cái số điện thoại khách hàng nó sẽ gọi luôn. Thì bây giờ là nhân viên mình có một cái IP phone hoặc cái shop phone, thì mỗi lần gọi khách hàng, nhân viên mà click vô số khách hàng thì hệ thống nó sẽ ring cái điện thoại của nhân viên nhấc máy lên thì mới được gọi cho khách hàng. Thì lúc đó là không, công nghệ đó không phải là công nghệ web RTC nữa, mà nó mình phải viết một cái bộ thư viện gọi là click to call ấy, thì mình mới 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 mới, mới gọi được. Thì lúc đó là mình sẽ click to call và mình truyền hai thông số. Thông số đầu tiên là cái số điện thoại khách hàng mình mới vừa click, và thông số thứ hai là cái số máy nhánh, là hồi nãy là 109 đó, là cái số máy nhánh của nhân viên. Đấy. Thì mình làm cái đó thì mình phải biết cách sử dụng cái bộ thư viện này, hoặc là mình phải viết cái bộ API. Đấy, thì mình phải chuẩn bị những bộ API về CDA, về recording. Tại thường á, khi mà tích hợp vô CRM á, thì gọi xong á, thì trên CRM nó phải lưu. Tổng đài mình là một nơi nè, CRM là một nơi. Thì lúc đó là cái lịch sử cuộc gọi của mình với là ghi âm cuộc gọi nó nằm trên tổng đài. Thì lúc đó mình phải làm cái bộ API để bắn cái lịch sử cuộc gọi hoặc là ghi âm cuộc gọi qua CM, để nó lưu luôn, để nó lưu ở bên dưới cái trong cái CM luôn. Đấy, thì đây một số các đối tác, ví dụ như là Getfly CM này, họ cũng nhúng tổng đài của Telfor vô này đó, thì nó cũng gọi ngay trên web luôn, công nghệ web RTC này. Đấy. Hoặc là đây là cái Getfly nãy em demo cho các anh đó. Đấy, thì tùy nó thôi, tức là mà phía phía của CM thì nó sẽ lúc mà gọi nó sẽ show cái form này, cái form để mà nhân viên người ta nhập thông tin này kia, thì cái này tùy nghiệp vụ của thằng CM mình, chỉ mình lo về cái phần nhúng cái bộ thư viện web RTC vào thôi, tức là cái ship JS và JS ship đó thôi. Đây là Bitrix nè, Bitrix 24. Nó cũng dùng công nghệ web RTC luôn. Đấy. Thì cái công nghệ này thật ra sẵn nói luôn nha, thực ra là một là nó tiện nhưng mà nó cũng có điểm bất lợi. Tiện là vì sao, mình không cần phải dùng IP phone hoặc là shop phone gì hết, nhân viên mình là gắn cái tai nghe và dùng luôn cái browser. Nhưng mà nếu mà sau này thí dụ browser, thí dụ Chrome mà nâng lên cái phiên bản mà cái bộ thư viện ship JS và JS ship mà nó không hỗ trợ ấy, thì lúc đó là mình phải chỉnh sửa lại, lúc đó mình phải chỉnh sửa lại và mình phải có lại, thì nhiều khi là lúc đó là nó ảnh hưởng nguyên hệ thống của mình luôn, tại vì mình dùng một cái font mà cái font nó luôn luôn thay đổi, tức là Chrome mà Chrome thì nó hoặc là Firefox thì nó luôn luôn update, thì một ngày đẹp trời nó không tương thích nữa thì lúc đó là mình chết ngắt luôn. Còn nếu mình cài một cái IP phone, một cái shop phone trên máy tính thì hầu như là trừ khi mình update nó thôi, còn bình thường thì nó không có đổi version, lúc đó là nó không có ảnh hưởng gì hết đó. Thì mọi người cũng lưu ý, nói chung nó được cái này nó mất cái kia ha. Rồi ở mức call center thì tổng đài nó khác với call center. Thì cái tổng đài á, thì giống như là anh em mình chỉ quan tâm là gì, mình sẽ tích tổng đài doanh nghiệp thì mình cài lên nè,
mình tạo máy nhánh, sau đó là mình giao cho nhân viên, mỗi nhân viên dùng cái shop phone hoặc IP phone blocking máy nhánh và gọi. Gọi xong á thì người quản lý sẽ coi maybe á, là coi lịch sử cuộc gọi hoặc là ghi âm thôi, để coi là có chửi rủa khách hàng gì không, ABC gì đó, người ta coi là vậy là xong. Tức là lâu lâu người ta mới xem thôi. Còn call center thì mọi người hiểu là nôm na là nguyên một dàn nhân viên ngồi đó luôn luôn là nghe gọi trên cái điện thoại, và có những cái nghiệp vụ ví dụ như người ta sẽ khảo sát khách hàng, người ta sẽ tele sale, người ta chăm sóc khách hàng, người ta làm cái gì đó, và thường người ta sẽ nhận lương dựa vào cái KPI gọi trong ngày. Thí dụ một ngày họ phải gọi thí dụ 1.5 tiếng hoặc 2 tiếng talk time ấy, rồi gọi bao nhiêu cuộc đấy, mỗi cuộc phải dù phải trên 30 giây hoặc trên 1 phút gì đó. Thì có những cái report, những cái báo cáo, những cái đánh giá. Thế thì cái phần call center rất là nặng cái phần là cái phần monitor. Thứ hai nữa là cái phần là đây, phần về quản lý chiến dịch, về monitor và monitoring nè, thì phải có là gì, nghe lén, nghe sen, nói chuyện ba người, tức là thấy cái cuộc gọi đang diễn ra thì phải click vô để mà nghe, và nhiều khi là phải can thiệp luôn ngay trên cái cuộc đó luôn, tức là phân quyền cho các bạn supervisor, các bạn quản lý nè, để các bạn mà training, để các bạn đó mà hỗ trợ nhân viên, và các report phải đó rất là kỹ luôn, theo nhân viên, theo team hoặc là theo campaign, thì mình phải cái giao diện mà quản lý mình phải làm thêm nhiều cái tính năng đó nữa, thì lúc đó mới đủ cái chức năng của call center. Và gần đây nó có một cái khái niệm nó gọi là contact center. Đấy, thì call center là cái trái tim của mình, là cái phần là call mà cái số điện thoại khách hàng thôi. Còn cái contact center thì lúc đó là cái trái tim hệ thống, là cái khách hàng. Đó, thì cái danh sách khách hàng. Và từ danh sách khách hàng đó thì nó mới liên lạc. Thì liên lạc bằng call, liên lạc bằng tin nhắn, SMS, hoặc gần đây là Zalo, ZNF, hoặc là tích hợp với chat, Zalo, Facebook, chat gì đó. Thì nó gọi là thêm cái nó gọi là omni-channel. Ấy, tức là đa kênh luôn. Ấy, nên là mọi người mà làm tính call center hoặc là contact center omni channel thì mọi người nắm là nó sẽ thêm nhiều các dịch vụ và nhiều các kênh liên lạc với khách hàng trên đó luôn. Ấy, thì lúc đó là cái giao diện phải làm rất là nhiều. Ấy, rồi khi mà cái call center đó thì maybe là mình phải làm thêm những cái bộ API để mà nó sẽ đẩy tức là nó sẽ còn gọi tự động nữa, không chỉ là gọi manual hoặc là click to call giống như hồi nãy đâu. Nó còn một cái tính năng ví dụ như là auto dialer, quay số tự động. Quay số tự động là kiểu sao, ví dụ như là upload lên một danh sách chẳng hạn như 1.000 cái số điện thoại ấy, thì bình thường á thì mình sẽ chia cho nhân viên, ví dụ mỗi nhân viên 100 số thì việc click mà gọi thôi đấy. Nhưng mà thí dụ như là cái danh sách đó là ví dụ cái mua cái danh sách số ở đâu á rất là xấu, ví dụ tỷ lệ kết nối ví dụ có chừng 50% thôi, thì lúc đó là phải click 2 cuộc mới là dính 1 cuộc, 2 cuộc dính 1 cuộc, thì lúc đó nhân viên rất là chán, hiệu suất rất là kém. Thì thay vì đó hệ thống tự động quay số, gọi là auto dialer mà, quay số tự động, ai mà bắt máy á, thì mới đẩy cho nhân viên, thì lúc đó nhân viên là chỉ nhận những cái cuộc gọi có kết nối thôi ấy. Thì auto cái call center thì nó phải có tính năng auto dialer nè đấy, đó là mình phải làm những cái này. Đây là cái giao diện của cái call center, thì nó cũng giống như cái hồi nãy thôi, cũng giống như cái nãy. Thì có những cái tính năng về live call online nè, thì click vô có thể là spy cuộc gọi, nghe lén, nghe sen đồ này kia khá là nhiều. Để em show một cái hình nó nhiều hơn để mọi người xem một cái sản phẩm thật luôn cho nó dễ hình dung. BTL call center. Đây. Đây giao diện nè, mọi người thấy nè. Đấy. Thấy bao nhiêu ông đang online nè. Đang on call nè, đang login vô mà chưa có call nè. Rồi click vô có thể là spy cuộc gọi, nghe lén nghe xem cuộc gọi này luôn, real time luôn. Rồi, có những cái dashboard thống kê. Thống kê rồi tỷ lệ cuộc gọi. Rồi cái trạng thái cuộc gọi. Cái form. Cái form nhập thông tin, đây lịch sử cuộc gọi nè. Do cái màu nó trắng trắng nên nó hơi khó nhìn nha. Đây quản lý account. Đây lịch sử cuộc gọi. Rồi đây là giao diện đánh giá theo nhân viên. Đây report mà đánh giá theo nhân viên, tỷ lệ nhân viên. Ví dụ như là trong khoảng thời gian nào đó thì
thì gọi bao nhiêu, thật sự đàm thoại bao nhiêu, rồi bao nhiêu phần trăm là answer, no answer, busy gì đấy. Đấy, đánh giá theo nhân viên, rồi theo nhóm, đây, theo team, rồi KPI của từng cá nhân hoặc là từng 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 nhân viên, nói chung rất là nhiều. Đây đây đa kênh nè các anh. Đấy, tức là trong call center mình phải nhúng luôn cái bộ là cái bộ mà chat. Đấy, chat thì có là Zalo, Facebook hoặc Line chat, thì tất cả các chat đến đây thì mình cũng phải là cho nhân viên vừa thao tác call vừa thao tác chat luôn. Rồi tích kịch, phải có hệ thống quản lý tích kịch nữa. Rồi SMS, ZNS gửi tin nhắn nữa. Đây, lịch sử gửi tin nhắn. Rồi tích hợp với email nữa. Đấy, một cái bộ call center nó phải tích hợp email để nó duyệt mail ở trên đây luôn. Rồi blacklist, rồi quản lý phân quyền. Rồi nhân viên, giao diện nhân viên nè, đó, nó có thể xem được các chỉ số của nó. Một ngày hôm đó nó gọi bao nhiêu cuộc gọi vào, gọi ra, gọi nội bộ, thời gian login, thời gian gọi trung bình, chờ gì đó. Rất nhiều thứ. Chiến dịch nào nó nhận được bao nhiêu cái cây, tức là bao nhiêu cái danh sách gọi ấy. Rồi những cái chỉ số của nó nè, thời gian chờ, thời gian nghỉ, thời gian đàm thoại. Rồi cái form khách hàng. Đây, form khách hàng. Đấy, đây là một cái form của tài chính. À, tự coi lịch sử cuộc gọi của chính nó. Rồi, tích kịch. Rồi, đấy. Thì nôm na là một cái call center mà đúng nghĩa là nó kiểu kiểu như vậy. Đấy, có những cái thống kê in out này kia, in out, outbound bao nhiêu phần trăm kết nối từng khung giờ. Rồi thì đấy, thì tóm lại là mình có những cái sản phẩm là mình có là gì, tổng đài nè, tổng đài có thể tổng đài nội bộ hoặc tổng đài cloud, auto call, tích hợp thoại vô vô web và vô CM, bốn thứ tư là cái call center hoặc là đa kênh omnichannel đó. Thế thì anh em mình là người quản trị hệ thống á, thì mình sẽ cần những cái tool đấy, những cái tool là mình cần dùng. Thì khi mình build lên đó, thì mình không biết là, thí dụ hồi nãy một cái con mà tổng đài của tụi em hồi nãy em show là 5.000 mấy, 5.000 mấy attention, tầm khoảng 200-300 cuộc gọi đồng thời gì đó. Thì khi mình build một hệ thống lên mình không biết là nó chịu tải bao nhiêu, thì mình phải cần một cái tool để mà mình giả làm người dùng để mình bắn tải cho hệ thống. Thì thường người ta sử dụng gọi là shippy đó, thì dùng để load test là shippy. Rồi nhiều khi cái hệ thống mình cần tính cước cho khách hàng nữa, ví dụ như là nó dùng đầu số của bên mình vuông, và mình cung cấp không chỉ cung cấp tổng đài, mình còn cung cấp đầu số cho nó, và mỗi tháng nhiều giới hạn là 5 triệu thôi, thì gọi không quá 5 triệu chẳng hạn, thì tới 5 triệu mà gọi quá thì mình sẽ ngắt chẳng hạn đó. Thì mình phải có hệ thống tính cước, thì Asterisk nó đi kèm một hệ thống tính cước là A2 Billing. Thì này cũng khá là cũ rồi, mọi người có thể là xem để tham khảo thôi. Rồi hệ thống giám sát. Giám sát thì thí dụ như là mình cài trên con server Linux mà, thì nó có thông tin về RAM, về CPU, về ổ cứng, rồi về về bao nhiêu cuộc gọi đồng thời đấy, thì mình phải giám sát được. Thì mình dùng cái phần mềm là Jabbix. Rồi ví dụ như hệ thống mình, ví dụ như là sáng 9 giờ mình vô thôi, thì nhân viên nó lúc 8 giờ sáng, lúc 8 rưỡi sáng, thì dùng một loạt nhân viên không có gọi được, cái một hồi lại gọi bình thường. Thì bây giờ mình vô, thì bây giờ làm sao để mình lấy được cái log cuộc gọi đó, thì mình phải có hệ thống quản lý cái bản tin ship tập trung đó. Thì lúc đó là mình có thể dùng cái Homer này, đây là cái tool mà quản lý cái bản tin ship tập trung. Thì lúc đó mình có thể thấy bản tin ship và mình có thể là coi được cái nguyên nhân. Đấy, đây là cái tool mà shippy này, cái tool mà load test chuyên dụng đó, nó giả làm người dùng. Nó ở bên trái nè, mọi người thấy nè, nó ở bên trái thì nó đang đẩy là 10 CPS, tức là 10 10 10 con per second đó. Đó, 10 con per second thì nó bắn 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 lên hoài, thì mình thấy là nó vẫn là 200 ok, gửi 40 mà nhận về 40 thì là ok, thì mình cứ tăng lên tiếp. Mình cứ tăng lên hoài cho đến khi nào mình thấy là cái hệ thống mình bắt đầu là đơ rồi, không phản hồi rồi, thì lúc đó cái đó là cái ngưỡng của mình. Nhưng mà mọi người cũng lưu ý nha, lúc mà mình đang test á, thì mình cũng phải gọi thử manual để mình coi là, ví dụ như là cái báo hiệu thì nó vẫn là gửi và nhận ok, nhưng mà chẳng hạn như thoại mình bị giật, bị rè hay gì đó, thì lúc đó là cũng có thể có vấn đề xảy ra, thì lúc đó cũng phải gọi để mà nghe thử ha. Đấy. Thì cách cài, cách sử dụng dễ lắm, tức là mọi người dùng một cái con Linux, một cái con server Linux, và mọi người cài cái shippy này vô, sau đó là mình sẽ chọn cái IP bọt này kia của cái con tổng đài mà mình bắn qua thôi. Rồi
Tiếp theo là về cái tool building đó, thì là nó có cái giao diện web nó quản lý và nó có làm được những chức năng là trả trước, trả sau, voucher này kia, giới hạn cước này kia đầy đủ hết. Đây. Thực ra là cái account, mọi người nhớ account không? Ship chân của Telfor, account test á, ship.telforvn.com, thật ra là các anh đang đang đăng ký là một cái customer của hệ thống A2 Building của Telfor này. Đó thì mọi người tự sẽ up vô và mọi người đăng ký lên là nó sẽ được 1 phút miễn phí. Đó thì lúc trước là em có add cho một số anh là hình như là được 20 phút á. Đó là gọi test được 20 phút. Đúng 20 phút là nó sẽ tự ngắt à. Khá là đầy đủ chức năng. Rồi tiếp về giám sát thì nãy em nói là về sạc V, về đường truyền, về về dịch vụ thì mình có là Zapbix hoặc Cactil hoặc Nagios, thì thường là bây giờ người ta xài Zapbix khá là nhiều, hoặc là những cái tool mới mới sau này, ví dụ như là Prometheus hoặc là Grafana Prometheus gì đấy, thì cái đó là thường mấy mấy anh mà làm DevOps thì dùng nhiều, còn những tool mà hay xài quen xài cho anh em admin đó, thì là Zapbix thường hay xài đấy, còn tool chuyên cho bản thân ship là Homer thì Zapbix là nó như vậy đấy. Thì mình có thể thấy được ở đây, mình có thể thấy được nè. Là cái này là quản lý trên tổng đài Resuite nha, chứ không phải Arcadis, thì em chụp cái sơ để mấy anh hình dung thôi. Thì nó có thể quản lý được cái số lượng cái channel nè. Ví dụ ở đây là tới tầm khoảng 250 channel nè. Đấy thì lúc đó là một cái channel, một cuộc gọi có 2 channel thì mình nôm na là cái hệ thống này nó đang có tầm khoảng là khoảng 125 cuộc gọi đồng thời. Đấy. Rồi đây là C, là đây là CPU, à, CPU. Đó, thì nó giám sát RAM, CPU, ổ cứng nè và các mình có thể customize thêm, ví dụ như là cuộc gọi đồng thời hoặc cái gì đó thì tùy mình. Rồi đây là Homer. Homer là một cái hệ thống quản lý ship tập trung, thì mình ví dụ như bất kể là mình dùng những tổng đài loại này, ví dụ Resuite, ví dụ như là Asterisk hoặc là Offensive Camelo gì đó, thì nó cũng bắt được cái bản tin. Đấy, thì cái nguyên tắc của nó nè, nguyên tắc của nó là nó sẽ có một cái con Homer ở đây, nó có một cái con Homer Homer server ở đây. Thực ra nó cái nhân của thằng Homer này là Camelo, thì lúc đó là cái tổng đài VoIP của mình cài một cái phần mềm gọi là Cap Agent, mình cài lên cái con tổng đài, thì lúc đó nó bắn qua cái con server, là mình trỏ IP bọt con server thì tất cả cái con tổng đài mình bắn qua và nó lưu lại, và mình vô cái web mình xem đây, mình coi từng bản tin ship luôn, bản tin ship mà mình click cho mình coi là nó chỉ cho mình là cái từng chiều luôn, từng chiều của cái luồng bản tin ship luôn, invite rồi sau đó là 100 check in, rồi sau đó là 180, 183 gì đấy, rồi 200 ok, ACK, rồi buy hoặc cancel đó thì thấy hết luôn. Thì mình sẽ filter lại. Chứ lúc đó là mình làm sao mình giả lập được, mình phải bắt nhân viên, bắt người dùng đó, mình sẽ thực hiện gọi lại mình mới thấy được bản tin thôi. Còn này mình lưu trữ thì mình sẽ coi được những bản tin trong quá khứ, lúc đó là mình dựa vào đây mình xử lý được luôn, mình dự đoán được cái lỗi luôn đấy. Nó có thể nói cho mình biết là về cái từng cái thông số và về cái thoại như thế nào này kia, rồi nó nhiều nhiều thông nhiều thông tin lắm đấy. Thế thì những cái vấn đề nãy của mình á, thì một là mình có thể là tự 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 trải nghiệm, hoặc là mình có thể học, thì lớp mình là đã học rồi ha, lớp mình đã học những khóa của Telfor rồi. Thì ở đây là ba khóa cuối cùng hồi nãy là em nói với các anh á, thì đầu tiên là mình đang học cái khóa admin nè, tiếp theo là khóa là advanced nè, lúc đó trở thành một nhà cung cấp dịch vụ tổng đài ảo, và cuối cùng là tích hợp ứng dụng đó, thì lúc đó là mình làm luôn cái chức năng của cái bảng dev luôn, để mình tích hợp vô. Thì cái này để giúp cho mình là mình làm một cái web CM nhỏ nhỏ, rồi sau đó mình leak to con hoặc là bóp bóp thông tin lên. Thật ra là cũng giúp cho mình có cái nhìn để mình biết sử dụng cái bộ thư viện đó như thế nào thôi. Đó thì đó là cái con đường của mình. Còn Telfor cũng có cái group, cái cộng đồng VoIP ha, xuyệt VoIP Việt Nam nè, trên Facebook á. Thì cũng cộng đồng cũng khá đông anh em trên đó, thì mọi người có thể post câu hỏi này kia trên đó luôn. Hoặc là cái group mà 500 anh em VoIP á, ngoài cái group lớp nha, cái group lớp vẫn giữ cho mọi người trong suốt cái khóa học, rồi mình còn cái group cộng đồng 500 anh em nữa, thì mọi người là cứ 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 trong quá trình thực tế có vướng gì thì cứ cứ hú trong group, hoặc là có thể hú thầy hoặc là hú em gì cũng được, tại vì Telfor là chuyên làm cái này và làm rất là nhiều rồi đấy, làm từ 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 xưa đến giờ luôn rồi, và làm production cho các doanh nghiệp xài, nên là khá là sâu, nên là
Còn cái khóa học của mình là cái khóa đầu tiên thôi, đó là em chỉ cái đường để cho các anh biết cái hướng đi tiếp theo, rồi thì tùy cái mình, ví dụ cái nhu cầu mình như thế đến mức nào thì cần tư vấn hoặc gì đó thì cứ 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 hú tụi em. Thì cái phần của em hôm nay là đến đây là hết rồi, thì không biết là các anh có câu hỏi hay gì không để em giải đáp cho mình luôn. Hơi hơi lố 5 phút rồi thầy. Thì phần này là hôm trước em cũng có chia sẻ với mọi người, thì hôm nay anh Huy nói thì nó cũng kỹ hơn sâu hơn á, thì mọi người có câu hỏi mọi người hỏi trực tiếp với anh Huy luôn ha. Anh Cường, anh Dương. Thầy Huy có cái số điện thoại em cho xin với. Có anh, trong group em cũng có, số em là 0906 906 rồi. 755 755 226. 226. Cái slide này một tí em sẽ gửi cho lớp mình luôn nha, để các anh xem lại cũng được. Để về nói với sếp rồi là cả ấy, bởi vì cái thằng kia nó để cho nó để nó lấy chuyển nó chuyên sâu mà cái đó. Không có câu hỏi nào nữa. Ủa còn chỗ thầy 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 đúng ơi, nãy thầy thầy vô sao thì không biết thầy vô lúc nào, thầy có câu hỏi gì cho em không? Điện đâu bị mất mic thì sao? Cái gì hả? Còn anh Cường ơi, ổn không anh? Ồ, Dạ, cái này phải trải nghiệm nhiều á, ý là mấy cái chút bô suốt này kia là mấy anh ý là trải nghiệm nhiều thì biết được. vọc nhiều nó sẽ ấy lỗi này này kia, mình làm riết nó quen. Vâng. Hôm trước có Hiếu hỏi không ạ? Hiếu hỏi học gì để làm được cái nghiệp đó. Hiếu có câu hỏi gì không em? Giờ Hiếu muốn làm đến mức nào nè? Chứ mình Hiếu là đang xài autocon của Telfor rồi đó. Giờ tự làm luôn. Vâng dạ vâng ạ. Nhưng mà autocon của Telfor là dùng cái nhân là Reswitch nha, chứ không phải Asterisk. Vâng, em biết cái đấy, em biết anh Huy ạ. Em thì cũng không không có câu hỏi gì đâu ạ. Rồi, ok. Vậy thì không 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 làm mất thời gian của lớp mình nữa, thì chắc em xin phép em out, thì em vẫn nằm trong group mình nha. Em nằm vẫn nằm group lớp mình và group 500 anh em VIP, thì bất cứ lúc nào group các group này vẫn giữ suốt luôn á. Thì bất cứ lúc nào các anh cần tư vấn về triển khai thực tế hoặc là ABC đi dắt gì đó, hoặc là thấy cái giải pháp của Telfor ok quá, thay vì mình tự dựng thì thay vì đưa đó thì đưa ông Telfor ổng build lên cho mình và mình hỗ trợ mình ấy thôi, mình vận hành đó thôi cũng được luôn. Thì có cái nào thì các anh cần tư vấn hoặc là muốn dự làm này kia thì về thực tế thì cứ báo tụi em hỗ trợ thêm cho mình sau khóa học luôn. Rồi chắc là bye bye các anh. Bye bye thầy, cảm ơn thầy rất là nhiều. Rồi rồi, Ok, cảm ơn Huy. ok, bye bye cả Cảm ơn nhà. Huy. Bye bye các anh.